chào quý vị và các bạn đang theo dõi video giới thiệu Hyundai Kona. Đúng như tên gọi Kona, một địa danh nổi tiếng trên quần đảo Hawaii, nơi yêu thích của những khách hàng đam mê trải nghiệm khám phá. Và vào tháng 6 năm 2017, Hyundai đã chính thức giới thiệu Kona trên toàn thế giới nhằm giải tỏa cơn khát của giới trẻ trong phân khúc B-sub sôi động này. Và sau đó khoảng một năm, Hyundai thành công cũng chính thức sản xuất và phân phối Hyundai Kona tại thị trường Việt Nam nhằm mang đến một lựa chọn nữa cho những khách hàng trẻ, những gia đình năng động, yêu thích sự dịch chuyển. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu những tính năng ưu việt của chiếc Hyundai Kona này. Hyundai Kona sở hữu thiết kế tiên phong, độc đáo, trở thành niềm cảm hứng, một hướng đi mới cho thế hệ SUV tiếp theo của Hyundai. Chiếc xe thiết lập một vị thế riêng trong phân khúc SUV compact với những đường nét phá cách kết hợp cùng công nghệ LED nổi bật nhưng cũng không kém phần tinh tế và thực dụng. Điểm nổi bật của Kona chính là phong cách phóng túng mạnh mẽ, nhấn mạnh tính năng động và cân bằng. Thân xe thấp rộng với chiều dài cơ sở lớn và đầu xe ngắn, đảm bảo vận hành mạnh mẽ, linh hoạt. Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.165mm, 1.800mm, 1.565mm, chiều dài cơ sở 2.600mm. Kona có gấp tiếp trước 17 độ và gấp thoát sau đạt 29 độ, đảm bảo khả năng vượt qua những địa hình khó khăn và phức tạp. Điểm thú vị nhất trên Hyundai Kona có lẽ nằm ở phía đầu xe này. Cặp đèn định vị và đèn báo rẽ được nằm ở phía trên, đèn chiếu sáng được chuyển xuống phía dưới. Hyundai Kona sử dụng công nghệ bi-LED cho cả chế độ chiếu xa và chiếu gần. Bên cạnh đó, cùng với việc có thêm đèn mở rộng góc chiếu khi vào cua giúp chiếc xe an toàn hơn khi phải đánh lái vào cua ở những đoạn đường đèo dốc. Cụm đèn hậu cũng được sắp xếp độc đáo. Đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn lùi được đặt riêng biệt và được bao quanh với lớp vỏ bảo vệ bắt đầu từ cột C. Chiếc SUV mới này cũng áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai với lưới tản nhiệt thác nước Cascading Grille mang lại vẻ uy lực khi nhìn từ phía trước. Thiết kế xe được tối ưu với chỉ số cản gió là 0,33 CD, đem đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao tính ổn định ở tốc độ cao. Bên cạnh đó, la răng xe là loại 18 inch Diamond Cut. Các tấm ốp đen bao quanh 4 hốc bánh xe giúp tăng thêm vẻ mạnh mẽ, thể thao cho Hyundai Kona. Thưa quý vị, Hyundai Kona có chiều rộng 1.800mm cùng chiều dài cơ sở 2.600mm, mang tới một không gian nội thất thoải mái và thoáng đãng cho tất cả các hàng ghế. Ghế lái của xe được bọc da cao cấp cùng điều chỉnh điện 10 hướng và điều chỉnh vị trí vô lăng 4 hướng, giúp lái xe có thể thoải mái tìm được một vị trí ngồi cho mình, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình. Thiết kế độc đáo của Kona được tiếp tục ở phần nội thất, đó là các đường gân mạnh mẽ tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch cho khoang lái. Nguyên lý thiết kế nội thất HMI, Human Machine Interface, được áp dụng triệt để với nhiều cải tiến mới, giúp Kona sở hữu không gian nội thất đẳng cấp, tiện nghi nhưng vẫn thân thiện, dễ sử dụng nhất trong phân khúc. Thưa quý vị, điểm nổi bật trong nội thất của Kona chính là màn hình cảm ứng 8 inch thiết kế dạng Flight Monitor. Màn hình này được kết nối thông qua Apple CarPlay hay USB AUX và Bluetooth thông thường. Chúng ta có thể nghe nhạc, xem video thông qua hệ thống 6 loa chất lượng được tích hợp hệ thống giải mã Akamic Premium Sound và DAC 24-bit. Đi theo phong cách đơn giản tinh tế của châu Âu, các chi tiết trên Kona không rườm rà mà nhấn mạnh vào chất liệu chế tạo cao cấp, đem đến trải nghiệm thoải mái và tinh tế dành cho khách hàng. Vô lăng xe được bọc da, điều chỉnh 4 hướng và bố trí các nút đàm thoại dành tay, điều khiển hành trình Cruise Control, v.v. Xe được trang bị điều hòa tự động tích hợp khử ion, cửa sổ trời, đèn chiếu sáng tự động, gạt mưa tự động, khởi động nút bấm Start Stop Engine, gương chiếu hậu chống chói ECM, cửa sổ chống kẹt, khóa cửa tự động theo tốc độ. Đặc biệt, Kona là chiếc xe duy nhất trong phân khúc ở Việt Nam hiện tại được trang bị sạc không dây chuẩn QI rất tiện dụng. Hyundai Kona có hai lựa chọn động cơ và hộp số khác nhau. Đây là động cơ 1.6 lít turbo GDI cho công suất cực đại lên tới 177 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại lên tới 265 Nm tại vòng tua 1.500 đến 4.500 vòng trên phút. Cùng với đó, với việc trang bị hộp số tự động liệp kép 7 cấp, Hyundai Kona mang đến một khả năng vận hành mạnh mẽ và thể thao.
Lựa chọn thứ hai là động cơ Atkinson MPI 2.0 lít cho công suất tối đa 149 mã lực tại 6.200 vòng một phút, mô men xoắn cực đại 180 Nm tại 4.500 vòng một phút. Đây là động cơ thế hệ mới của Hyundai áp dụng chu kỳ Atkinson, đem đến hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Eco, Comfort, Sport, mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Hệ thống Drive Mode can thiệp vào tốc độ chuyển số, độ nặng nhẹ vô lăng, độ nhạy chân ga, đáp ứng từ nhu cầu nhẹ nhàng êm ái ở chế độ Eco hay thể thao, uy lực tại chế độ Sport. Hyundai Kona được phát triển trên hệ thống khung gầm với 51,8% thép cường lực AHSS. Bên cạnh đó, với thép dập nóng, Hyundai Kona mang lại khả năng bảo vệ an toàn tối đa cho người lái và hành khách trong các tình huống xảy ra va chạm. Hyundai Kona đạt chỉ số an toàn 5 sao. Đây là đánh giá cao nhất của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ. Ngoài ra, Hyundai Kona còn được trang bị hàng loạt các hệ thống an toàn và hỗ trợ khác. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, hệ thống hiển thị áp suất lốp từng bánh TPMS, hệ thống hỗ trợ đỗ xe PAS, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống an toàn 6 túi khí. Những trang bị này giúp Hyundai Kona khẳng định vị thế hàng đầu của chiếc xe trong phân khúc crossover cỡ nhỏ đang vô cùng sôi động và hấp dẫn tại thị trường Việt Nam. Chào quý vị, hiện tôi đang có mặt trên đường thử nằm trong khuôn viên nhà máy Hyundai Thành Công, nơi mà bất kỳ chiếc xe nào trước khi xuất xưởng đều phải trải qua những bài thử khắt khe nhất theo tiêu chuẩn Hyundai toàn cầu. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng thử nghiệm chiếc Hyundai Kona trên đường thử này. Với động cơ 1.6 lít turbo, Hyundai Kona chỉ mất khoảng 7,8 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h. Con số này nhanh hơn Tucson Turbo khoảng 1 giây. Điều này cũng dễ lý giải khi Hyundai Kona nhẹ hơn Tucson khoảng 150 kg. Ưu điểm này không chỉ mang lại sự linh hoạt và thú vị sau vô lăng, mà nó còn mang đến cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa cho Hyundai Kona. Lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Hyundai Kona. Thưa quý vị, Hyundai Kona được trang bị bộ vành 18 inch khá là thể thao và bắt mắt. Bên cạnh đó thì bản lốp được tăng lên 235mm, mang lại cái khả năng bám đường tối đa cho Hyundai Kona. Và bây giờ chúng ta sẽ thử khả năng bám đường của chiếc xe bằng cách chạy zig zag ở tốc độ 60-70 km/h. Tốc độ này thì hệ thống cân bằng điện tử đã can thiệp một phần giúp cho xe luôn ổn định và cân bằng tốt. Vừa rồi tôi có để chế độ Drive Mode là chế độ Sport. Chế độ Sport cho vô lăng rất là đầm chắc và tạo cảm giác chân thật giữa góc đánh lái và hướng dịch chuyển của xe. Thử nghiệm Kona qua đoạn đường gồ ghề, hệ thống treo cải tiến của xe được phát huy tối đa ưu điểm, dao động hầu như đã được triệt tiêu sau mỗi cú nhún, giúp thân Kona luôn trong trạng thái ổn định. Hyundai Kona cũng được ứng dụng hàng loạt các công nghệ nhằm giảm thiểu tối đa độ ồn và độ rung cho xe. Đầu tiên là độ rung của vô lăng giảm thiểu nhờ việc thiết kế trục các đăng hai khúc và gia tăng độ cứng vững. Độ ồn khi tăng tốc được cải thiện với việc lắp thêm tấm chống ồn dạng chữ H cùng miếng cách âm động cơ và khoang lái. Âm thanh từ mặt đường được triệt tiêu nhờ sử dụng bạc dẫn hướng thế hệ mới, các miếng cách sàn tăng cường. Độ ồn gió cũng được giảm thiểu nhờ hệ thống gioăng chân kính mới và tối ưu các chi tiết liên quan.
Thưa quý vị, bên cạnh động cơ 1.6 lít turbo GDI thì động cơ 2.0 Atkinson chính là điều mới mẻ mà Hyundai mang tới cho Kona tại thị trường Việt Nam. Với chu trình nén Atkinson, tỷ số nén đã được nâng lên 12.5 thay cho 10.3 như động cơ NU trước đây. Và với việc tỷ số nén được nâng lên, hiệu suất nhiên liệu của xe đã được cải thiện đáng kể, giúp cho Hyundai Kona có được khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Tuy vậy thì công suất cực đại của Kona 2.0 Atkinson đã bị giảm đi 7 mã lực và mô men xoắn bị giảm đi 16 Nm so với động cơ NU 2.0. Tuy vậy thì với trọng lượng của Kona đã được giảm đi đáng kể thì khả năng vận hành của Kona 2.0 Atkinson cũng tương đồng như Hyundai Tucson 2.0. Trải nghiệm khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hai phiên bản động cơ, hộp số Kona tại các tốc độ thông thường là 50, 60 và 80 km/h. Với việc kết hợp tính năng điều khiển hành trình Cruise Control, kết quả khá ấn tượng. Phiên bản động cơ Atkinson 2.0 tại tốc độ 50 km/h, vòng tua động cơ là 1.250 vòng trên phút, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 3,3 lít cho 100 km. Tại tốc độ 60 km/h, vòng tua động cơ là 1.250 vòng trên phút, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 4,0 lít cho 100 km. Tại tốc độ 80 km/h, vòng tua động cơ là 1.650 vòng trên phút, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 4,6 lít trên 100 km. Phiên bản động cơ 1.6 turbo GDI, tại tốc độ 50 km/h, vòng tua động cơ là 1.250 vòng trên phút, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 3,7 lít trên 100 km. Tại tốc độ 60 km/h, vòng tua động cơ là 1.500 vòng trên phút, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 4,4 lít trên 100 km. Tại tốc độ 80 km/h, vòng tua động cơ là 1.450 vòng trên phút, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 5,1 lít trên 100 km. Như vậy, với một bình nhiên liệu 50 lít nạp đầy, chúng ta có thể vi vu 900 đến 1.000 km trên mọi cung đường, trải nghiệm khám phá cuối tuần cùng bạn bè, gia đình trên chiếc Hyundai Kona. Thưa quý vị, Kona được Hyundai thành công phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản khác nhau: 2.0 AT, 2.0 AT đặc biệt và 1.6 lít turbo GDI. Các phiên bản này có 6 lựa chọn màu sắc, đó là màu trắng, màu bạc, đen, đỏ, vàng cát và màu xanh dương. Tất cả các phiên bản đều được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo chế độ nào đến trước. Hiện tất cả các phiên bản của Hyundai Kona đã có mặt trên tất cả các đại lý Hyundai thành công trên cả nước để sẵn sàng chào đón quý vị đến xem và trải nghiệm. Xin chúc quý vị có những khoảng thời gian thoải mái và thú vị cùng Hyundai Kona. Xin chào và hẹn gặp lại!